chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đựng bút hình bé ếch như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len nhung đũa nặng khoảng 160g một cuộn. Và ở đây thì các bạn cần phải có hai cuộn với hai màu khác nhau. Ngoài ra thì các bạn cần phải có một cuộn len miêu bò màu hồng. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 8mm và 4mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 15 mũi móc xích. 1 2 3. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 15 mũi móc xích rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc vòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên, đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng rồi, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay phải và móc lên cho mình cái mũi móc đơn. Sau đó thì tăng mũi ở phần đầu thứ nhất, tiếp tục đâm vào các chân mũi nằm ở phía trên bên tay trái và móc lên cho mình cái mũi móc đơn tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ tăng mũi ở phần đầu thứ hai cho mình. Như vậy bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi ở phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy là các bạn đã tăng mũi cho phần đầu thứ nhất xong rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên cho mình cái mũi móc đơn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải. Như vậy ở chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải này, tổng cộng là các bạn đã móc lên là 5 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên cho mình mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai. Và cách tăng mũi cho phần đầu thứ hai sẽ tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy ở chân mũi cuối cùng này, tổng cộng là các bạn đã móc lên cho mình là 4 mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong rồi, thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 36 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi, thì các bạn đã móc xong phần đáy. Và bắt đầu từ vòng thứ hai trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì như vậy bắt đầu từ vòng thứ hai trở đi, các bạn sẽ không cần tăng mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Và cụ thể cách móc vòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết vòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi, với các vòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 chân mũi. Và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết vòng thứ 7. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 7 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 7 rồi, thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nắp túi cho mình. Thì để móc được phần nắp túi, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm hai phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất và phần còn lại là phần thứ hai. Thì phần thứ nhất là gồm có 16 chân mũi và phần thứ hai là gồm có 20 chân mũi.
mũi. Và sau khi mà các bạn đã chia ra làm hai phần rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần nắp túi ở phần thứ nhất cho mình. Thì để móc dòng thứ nhất của phần nắp túi, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi thứ 16 của phần thứ nhất, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 16 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 16 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ tư. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong phần nắp túi, và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn liên thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mô nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần mắt ếch cho mình. Thì để móc được hai phần mắt ếch, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được hai điểm mà các bạn sẽ móc hai phần mắt ếch nằm ở dòng thứ nhất của phần nắp túi. Thì cụ thể điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba, và điểm thứ hai là nằm ở chân mũi thứ 14, 15 và 16. Và sau khi mà các bạn đã xác định được hai điểm rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình phần mắt ếch thứ nhất nằm ở điểm thứ nhất. Và để móc phần mắt ếch thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất, sau thì các bạn sẽ kéo lên qua. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai là nằm ở đây, sau thì móc liên tục cho mình 5 mũi nửa kép cùng một chân móc. Sau đó bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba này và móc cho mình một mũi dời. Thì như vậy là các bạn đã có được một phần mắt thứ nhất rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình. Và với phần mắt còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần mắt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần mắt thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần mắt ếch còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên miêu bò và đổi sang kim móc có độ dày 4mm và bắt đầu móc phần má hồng cho mình. Thì để móc được phần má hồng, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần đầu thứ nhất, cũng chính là chân mũi cuối cùng, và móc thêm liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ xoay qua các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên cho mình mỗi mũi móc đơn trên mỗi chân móc. Thì đây có tổng cộng là 3 chân mũi, thì các bạn sẽ móc đủ cho mình là 3 mũi móc đơn. Và ở chân mũi cuối cùng thì các bạn lại tiếp tục tăng mũi cho mình bằng cách là móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy ở chân mũi cuối cùng này tổng cộng là các bạn sẽ móc lên cho mình là 4 mũi móc đơn. Sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong rồi thì các bạn đã móc xong phần má hồng. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là đâm vào chân mũi đầu tiên này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại, sau đó thì các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài khoảng 50cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thường này cho mình.
Và như vậy là các bạn đã có được phần má hồng thứ nhất rồi. Với phần má hồng còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai phần má hồng này rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gắn các bộ phận này vào phần thân túi cho mình. Và cụ thể cách gắn sẽ là như sau.
Ok, sau khi mà các bạn đã may xong hai cặp nút nam châm vào phần mặt sau của nắp túi rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng bút hình bé ếch như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.